Wow, xin chào, chúng ta gần đi đến đích rồi đấy ạ. Vâng, tôi phải vỗ tay chúc mừng mọi người gần đi đến đích rồi. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ còn 2 video, mỗi video 3 chiến lược nữa. Thì chúng ta sẽ chạm đích 52 chiến lược, được chưa ạ? Vâng, thì để không mất thời gian nữa, tôi sẽ trình bày tiếp chiến lược số 46. Tôi gọi nó là chiến lược khuyến mại sản phẩm đường dẫn. Thế thì cái tên gọi sản phẩm đường dẫn là gì? Sản phẩm đường dẫn ở đây tức là trong một cái điểm bán, một cửa hàng, một siêu thị và một cái đơn vị kinh doanh thì bạn phải có một cái sản phẩm để dẫn dụ khách hàng đến với cửa hàng của bạn. Tôi gọi nó là sản phẩm đường dẫn, đúng không ạ? Cái động tác tôi đang kéo khách hàng đến. Sản phẩm đường dẫn tức là nó là một cái sản phẩm mà ví dụ như là rất là cơ bản, mọi người đều cần và người ta sẽ muốn mua nó, và bạn có thể hy sinh lợi nhuận cái sản phẩm này, hoặc là bạn có thể bán cái sản phẩm này với giá rẻ, lợi nhuận thấp, hoặc không lợi nhuận, hoặc thậm chí một số cái đơn vị bán lẻ chất họ có thể làm là gì ạ? Lợi nhuận âm, được chưa ạ? Để làm gì? Để thu hút khách hàng đến. Đấy. Tại sao chúng ta cần phải tạo ra các sản phẩm khuyến mại đường dẫn? Đó chính là cái đường dẫn để đưa khách hàng đến với chúng ta. Tôi lấy thí dụ như thế này. Một cái cửa hàng thời trang bán đồ thời trang nam thì sản phẩm đường dẫn có thể là đồ lót nam. Bạn sẽ bán quần áo, giày dép là dây lưng là chủ đạo, nhưng bạn sẽ dẫn khách hàng đến bằng sản phẩm đồ lót. Tôi giả sử như thế, bạn có thể tạo ra những cái quần lót, áo lót rất là đẹp, chất lượng cao, màu sắc cơ bản, bạn sẽ đưa khách hàng đến. Bạn bán rẻ thôi, bên ngoài nó bán 80.000, 100.000 một cái quần xịp nam, đúng không ạ? Bạn bán rẻ thôi, ở bên ngoài họ bán 80.000 hoặc 100.000 một cái quần xịp nam hoặc đắt hơn, chất lượng tương đương. Bạn làm như thế, gắn thương hiệu vào đẹp, bán 30.000, 40.000, bán bằng cái giá hòa vốn thì thôi, để làm gì? Đấy, họ mua về họ thấy sản phẩm rất đẹp, suýt xoa. Sau đó thì họ đi vào đấy, họ sẽ mua thêm quần, thêm áo, thêm dây lưng của bạn. Ý tôi sản phẩm đường dẫn là như vậy, được chưa ạ? Thế thì những cái sản phẩm như thế nào được coi là sản phẩm đường dẫn? Đó là những cái sản phẩm cơ bản, đó là những sản phẩm người ta mua nhiều, đó là những cái sản phẩm mà các bạn có thể có lợi thế về sản xuất với mức giá tốt. Hoặc là trong một cửa hàng các bạn bán rất nhiều sản phẩm như vậy, bạn có thể phải hy sinh lợi nhuận của một số sản phẩm, một số hoặc một nhóm các sản phẩm để các bạn tạo đường dẫn cho khách hàng. Đó, thì đây là một cái chiến lược rất là thông minh các bạn nên làm, được chưa ạ? Ví dụ như là đối với thời trang trẻ em cũng thế, tôi cũng nghĩ là đồ lót cũng là một cái kênh đường dẫn rất tốt, bởi vì hiện nay các sản phẩm đồ lót dành cho trẻ em mà có chất lượng, có thương hiệu và đảm bảo được cái sức khỏe thì trên thị trường đang rất là yếu và rất là thiếu, người tiêu dùng không biết mua ở đâu. Thế thì bạn có thể tung cái sản phẩm đấy ra và bạn làm đường dẫn, và từ đó phụ huynh sẽ mua thêm quần áo, giày dép, dây lưng cho con của mình. Đấy là cách tôi nói về chiến lược khuyến mại. Hoặc là đối với một cái thương hiệu mà tôi đã từng tư vấn, đó là Đầm Bầu. Bán Đầm Bầu thì tôi đã tạo ra một cái sản phẩm đường dẫn cũng chính là đồ lót dành cho bà bầu. Tại sao đồ lót dành cho bà bầu lại là sản phẩm đường dẫn? Bởi vì tôi phát hiện ra rằng là về mặt tâm lý và về mặt hành vi thực tế, đấy là khách hàng phụ nữ khi mang bầu, khi mang thai thì cơ thể của họ phát tướng, họ béo hơn, họ to hơn, đúng không ạ? Đây là cơ thể do quá trình mang thai. Và lúc đấy họ mua đồ lót rất là khó. Mà trước đây hồi con gái họ đã sử dụng những đồ lót rất là đẹp. Thế mà đến lúc mà họ bầu thì họ lại phải mặc những cái đồ lót rất là xấu, thậm chí không có đồ lót. Thế tôi đã tư vấn cho một thương hiệu rằng là bạn hãy sản xuất đồ lót dành cho bà bầu. Mặc dù sản phẩm chính bạn bán là quần áo, váy, đầm bầu, và sản xuất cái đồ lót đấy đẹp, chất liệu cao cấp, và sau đó làm gì ạ? Cứ mua một cái váy bầu tặng một cái quần lót, mua hai cái váy bầu tặng hai cái quần lót. Và trong một thai kỳ như vậy, một phụ nữ có thể mua đến 4-5 chiếc váy và được tặng 4-5 chiếc quần lót, rất tuyệt vời. Đấy chính là động lực để khiến cho khách hàng mua. Nó chính là chiến lược về kinh doanh ấy, chứ không phải đơn thuần chỉ là khuyến mại đâu. Thì tôi tin rằng những cái thông tin tôi vừa tiết lộ với các bạn trong cái chiến lược này là chiến lược sản phẩm đường dẫn, là một chiến lược rất tuyệt vời. Các bạn có thể áp dụng cho cái quá trình kinh doanh của mình. Và nếu mà các bạn áp dụng không thành công, hoặc chưa thành công, hoặc là đang băn khoăn
thì các bạn cứ liên hệ email hoặc là chat với tôi, đúng không ạ? Facebook, email, số điện thoại, Zalo, iMessage có đủ. Các bạn tìm cái số của tôi nhá. Vâng. Ở chiến lược tiếp theo, đấy là chiến lược số 47, là không giảm giá mà lại tặng thêm quà tặng và dịch vụ, được chưa ạ? Trong một số trường hợp vừa rồi tôi đã trình bày với các bạn rất nhiều các chiến lược khuyến mại là giảm giá, giảm giá, giảm giá. Nhưng lúc này tôi không giảm giá nữa. Tôi vẫn bán nguyên 22 triệu. Bằng với đối thủ của tôi không bán 20 triệu, tôi không bán 21 triệu. Tôi bán đủ 22 triệu. Nhưng tôi phải tặng thêm quà tặng, tặng thêm dịch vụ, tặng thêm rất nhiều thứ để làm cho cái giá của sản phẩm nó trở nên rẻ hơn. Đúng không ạ? Ví dụ như là bảo hành, bảo hiểm, sửa chữa miễn phí, giao hàng miễn phí, dịch vụ một đổi một trong vòng 1 năm, 12 tháng, 6 tháng gì đó, đúng không ạ? Cái dịch vụ một đổi một là một cái dịch vụ rất là hay mà Thế Giới Di Động đã áp dụng đối với các sản phẩm phụ kiện. Tôi đánh giá rất cao cái chiến lược khuyến mại đấy. Dịch vụ một đổi một sản phẩm mới có thể là gì? Nếu sản phẩm hỏng họ sẽ đổi cho bạn. Nhưng nếu sản phẩm không hỏng thì họ đã bán được sản phẩm đó với mức nguyên giá mà không cần khuyến mại mà khách hàng vẫn mua hàng. Các bạn phải hiểu cái bí quyết nó nằm ở đấy nhá. Dịch vụ một đổi một, ví dụ tôi mua điện thoại này về nó hỏng, nó chết máy, tôi mang ra họ đổi cho cái máy mới, tôi rất yên tâm mua. Nhưng các bạn biết không ạ, tôi vẫn mua đủ 100% giá, thậm chí 110% giá, bởi vì họ có thể định giá cao hơn để họ bù vào cái chi phí nếu mà cái tỷ lệ một đổi một. Và các bạn biết rồi, sản phẩm tốt tỷ lệ một đổi một rất là thấp, có thể chỉ rơi vào 10-20%, họ kiểm soát được con số đấy, đúng không ạ? Thì tôi đánh giá rất cao với chương trình này và các bạn nên học cái chiến lược này, đúng không ạ? Đấy, chiến lược nó sẽ rất là giúp khách hàng rất là yên tâm khi mua, bởi vì nó có cái sự bảo lãnh, nó có sự bảo hành, bảo hiểm rồi, nhất là trong thời gian 12 tháng. Thế thì họ yên tâm mua và đấy chính là cái phần lợi thế. Không phải giảm giá nhưng khách vẫn mua, rất là hay nha. Tôi gọi nó là gì ạ? Chiến lược là không giảm giá nhưng tặng thêm quà tặng, tặng thêm dịch vụ, tặng thêm các cái chương trình bảo hiểm, đổi trả. Cái gì cũng được các bạn nghĩ ra giúp tôi. Ví dụ như điện thoại bây giờ mua thì rơi là đi ra sửa, các bạn không sửa. Các bạn bảo là rơi là lỗi tác động của người dùng. Thế thì bạn muốn bán được hàng so với đối thủ bạn phải làm gì? À, rơi tôi cũng sửa, vào nước tôi cũng đền cho bạn. Đấy gọi là dịch vụ bảo hiểm. Bị cướp giật ra báo công an tôi cũng đền cho bạn. Đấy gọi là dịch vụ bảo hiểm. Thì các cái nhà bán lẻ cũng đã tung ra các cái dịch vụ bảo hiểm cho iPhone, MacBook vân vân rất nhiều. Nó giống như mình bán bảo hiểm xe ô tô đấy thôi. Thì bây giờ áp dụng đối với các dịch vụ hàng tiêu dùng cũng bảo hiểm. Đấy, chúng ta phải liên tục suy nghĩ và áp dụng những cái công thức của người khác vào cái sản phẩm của mình. Đừng có nghĩ là ô tô nó mới cần, đúng không ạ? Điện thoại cũng cần, máy tính cũng cần, thậm chí là xe máy cũng cần, thậm chí cả những cái sản phẩm khác cũng cần đến bảo hiểm, được chưa ạ? Vâng, dịch vụ cái chiến lược khuyến mại số 48, tôi gọi nó là không giảm giá mà lại tặng tiền mặt. Lúc này là tôi đề cao đến vấn đề không giảm giá, tặng tiền mặt. Tức là sao? Cứ đi mua hàng là được tiền, đi mua hàng là được tiền, được tiền, được hoàn tiền, được cộng tiền, cách nào cũng được. Các bạn gọi thế nào cũng được nhé. Mua hàng được tiền, mua hàng hoàn tiền, mua hàng cộng tiền, mua hàng thêm tiền. Tức là sao? Hóa đơn 100%, không giảm giá, mua nguyên gốc, ok. Hóa đơn 2 triệu, tặng 200.000, tặng 500.000, tặng 700.000. Ví dụ thế, nó phụ thuộc vào chương trình khuyến mại của bạn. Số tiền đấy, họ có thể mua ngay tại chỗ hoặc là lần sau họ quay lại mua. Nhưng hóa đơn đầu tiên họ phải mua nguyên giá hoặc là mua giảm giá 10%. Sau đó bạn tặng cho họ một lượng tiền mặt, họ sẽ mua cái sản phẩm của chúng ta. Đấy, ví dụ như là bạn có một cái chuỗi cửa hàng tên là Phan Anh, bạn có thể phát hành Phan Anh Money, đúng không ạ? Hay là Phan Anh Coin, tiền của Coin của Phan Anh, sau đó đi mua bằng chính cái phiếu mua hàng đó, bằng chính cái đồng tiền đó, được chưa ạ? Thì đây cũng là một trong những chiến lược mà các nhà bán lẻ mới đây ở Việt Nam mới đây thôi áp dụng và cũng rất là thành công. Chiêu này tôi đánh giá là một trong những chiêu mới, là chiêu được tặng tiền, hoàn tiền khi mua hàng. Đấy, với mỗi hóa đơn thanh toán được tặng tiền và họ có thể được mua ngay cái lần lúc đó, nhưng mà sẽ thanh toán vào một cái bill số 2 hoặc là phải lần tiếp theo mới được mà áp dụng, được chưa ạ? Vâng.
Thế thì tôi vừa trình bày với các bạn đúng không ạ? 46 là chiến lược khuyến mại sản phẩm đường dẫn, 47 là không giảm giá mà tặng thêm quà tặng hoặc là dịch vụ, 48 là không giảm giá mà lại tặng thêm tiền mặt, được chưa ạ? Vâng, thì ta sẽ kết thúc cái phần ba cái chiến lược này tại đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục trong cái phần tiếp theo.